Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đệ tử xin kính chào quý bà cô bác và toàn thể chị em. Kính thưa chú quý vị, thì hôm nay là ngày Rằm cũng như là tháng 8. Đệ tử cũng đại diện cho chị Phan Thị Kỳ cũng như là em trai đời và chị Mạnh Thường Quân ẩn danh để đi hỗ trợ tiền và gạo cho những người bệnh. Thì giờ đây mời chúng ta bước vào bên trong để coi hoàn cảnh của người bệnh hay gì. Nam Mô A Di Đà Phật. Chú ba không đi ra đồng hết ta? Chú ơi, ai vậy? Ông đi làm gì vậy chị? Trồng ớt. Trồng ớt hả? Thầy, dạ. Dạ. Cô Phật, bữa thầy bỏ cô rồi. Chị khỏe không? Sáng này cha đảnh cơm từ thiện cô ơn. Khỏe. Khỏe không? Ăn mì xong, cha anh Hoàng đói ăn mì xong, thiếu bác vui do con à. Hết thuốc rồi thầy ơi. Hết thuốc hả? Dạ. Quá chàng nóng rồi giờ này. Nói cha con, thầy bỏ con, cha thuốc hết rồi. Dạ. Thì hôm nay lên thăm chị và cũng gửi cho chị ít tiền và gạo. Dạ. Hôm nay để 10 ký gạo đây đi nha. Mô A Di Phật. Cái này phải ấy cho chị ha, để nó quá chị. Bữa nào cướp điện rồi con đầu chị, con chị ơi. Dạ. Nghe nè. Bữa nào cướp điện rồi con khóc không? Đầu lên xuống mấy cái mền đó ngang mấy cái mền đâu cái khăn kìa mấy cái mền đó ngang thì chị đây 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 khỏi được cái xíu là tầm ra chị minh lên ba anh liền nóng quá nóng quá đây nóng quá ha dạ dạ hôm nay chị cũng khỏe hả dạ con tham đi một đại cô khóc nó cha con hết thuốc rồi cha nói để cha vận chút ra cho mấy ông đồng đạo cho mượn chú ba đây 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 chú ơi rồi kính thưa gì đây là chú ba Quýt là ba của chị Bích Điên thì nãy giờ chú đi đâu chú ba à thứ ba cái ớt trời chú trồng ớt đó hả dạ trồng được nhiều không chú ba trồng công rưỡi mà nó hư cũng bộn dạ không hư ha dạ. Chồng để mình giống như là kiếm tiền để sinh hoạt trong gia đình ha dạ dạ hôm nay sức khỏe chú ba cũng ổn hả ra hoài hả ra hoài hả dạ hôm nay chị Liên vậy còn tiền uống thuốc gì không hết rồi hết rồi hả dạ hôm nay có ai hỗ trợ không à, lớp nào tôi uống rồi lớp nào nó uống nó thành ra tiền chịu không nổi dạ vì tôi bị nổ bú rồi bị viêm đại tràng nữa dạ bây giờ cũng gắng ha chú ba dạ cũng gắng là ốm đau mà ừ còn ngủ xương không à vô mà cả cuộc sống mà cả cuộc đời lao tâm lao lực vì vợ vì con đêm con kêu cha sáng đêm con ngủ không được kêu ông sáng đêm ừ thì cuộc đời thế này năm nay là 72 tuổi rồi còn gì nữa hết cuộc đời rồi còn gì dạ sống mình hy sinh khi mà mình bỏ xác mình có cái khác cao quý hơn chưa ăn cơm thì con đến đây trước cùng thăm chị Liên ha chị dạ. Bệnh cũng tới cũng thăm chú cũng dạ. Gửi chú tiền dạ. Cho chị Liên chị uống thuốc dạ. Dạ có tiền để sinh hoạt trong gia đình dạ, cái này là 10 ký gạo của dạ. Anh hai dạ. Anh xay lúa anh cũng dạ. Cũng cảm ơn gạo nè chị ảnh cũng nhân ra một chích gan số rồi cũng đi giao duyên yeah. Cùng với những người bệnh cảm ơn anh thì trước cũng em cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm các chị mà Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho cha con tôi thoát qua cảnh khốn khó này yeah. Em có gạo mình nấu cháo ăn được dạ yeah. Nam Mô A Di Đà Phật kính thưa quý vị
Thì hôm nay Lệ Tú cũng đại diện cho chị Phan Thị Kỳ hỗ trợ cho những người bệnh mỗi người là 500.000. Và vừa qua Lệ Tú cũng nhận thêm 1 triệu của em trai đời nữa. Chứ Lệ Tú cộng thêm 200.000 của chị Nguyệt. Và sức tiền quỹ thêm 2.300.000 nữa. Để cộng vô bữa nay là đi cho tổng hết trơn là 8 hộ, mà trong đó có một hộ là anh Dũng, anh cho riêng nhà hộ đó là đặc biệt cho nên anh cho riêng 2 triệu. Còn bữa nay mình cho tổng quát là 7 nhà thì 7 nhà. Bữa hôm nay đó là cái phần tiền của chị Phan Thị Kỳ đó là còn lại là 7 hộ nữa là 3.500.000. 3.500.000 chứ của em trai đời 1 triệu nữa là 8 triệu... 3.500.000 với 1 triệu của em trai đời nữa là 4.500.000. 4.500.000 với 200.000 của chị Nguyệt nữa là 4.700.000. 4.700.000 để Tú xuất thêm cái tiền quỹ của chị Mạnh Thường Quân ẩn danh đó, 2.300.000 nữa cho chẳng 7 triệu. Để ngày hôm nay cho mỗi gia đình như là 1 triệu. Thì đây là 1 triệu con xin gửi ha, 500.000 của chị Phan Thị Kỳ và 500.000 của các chị Mạnh Thường Quân và chị Mạnh Thường Quân ẩn danh. Gửi cho chú ba đang có tiền đang lo cho chị Bích Liên cũng như là cảm ơn tất cả các chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho cha con chúng tôi. Mạnh Thường Quân. Dạ. Ân dân nhiều. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn gì niệm Phật, cá niệm Phật. Dạ, con nguyện thọc sám niệm con hỗ trợ thầy. Gán lo niệm Phật, tại niệm Phật để mình chuyển nghiệp mình đi. Dạ. Giờ mình nằm ở đây kiếp hoài. Kiếp tiếng nặng nghiệp. Tôi chắc có lẽ kiếp trước tôi dai quá, thành ra kiếp này tôi phải tha. Dạ. Vợ thì 13 năm, chết năm nay mới 2 năm mấy. Còn nhỏ này năm nay mới là 8 năm. Dạ, vậy là chú ba là nuôi bác gái là 13 năm. 13 năm ha. Rồi chết năm nay nữa là 2 năm. À, chết 25 tháng 6, bây giờ là tháng 8 là 2 năm mấy tháng. Dạ. Nuôi bác gái cũng 13 năm cũng nằm chỗ vậy đó ha. Mà bả thì bả ngồi vậy bả phủi mũi này kia được, còn nó là tệ quá. Chỉ là 6 7 năm rồi ha. 8 năm rồi. 8 năm ha. Dạ. Yeah. Nó ngồi được thiệt. Một lần nó ngồi được mà kéo nó vô cút cổng này tắm á, cái nó lao quá trời, riết bỏ riết bây giờ để lên ghế là ngồi được luôn. Vậy ha. Yeah. Sao là ai mà ba kéo đi tắm tao quá thầy ơi. Sao? Tao đi tắm. Đau thì cũng quá đáng, đúng ra biết đi rồi đó. Mà không chịu tập. Đây nè là tao chết rồi. Còn không có tiền. Cho là tôi nói thiệt chứ mấy chú tôi chết rồi là cái nhỏ này tự nhiên là không biết sống sao. Rồi còn ai lo? Không ai đâu nuôi nữa. Ai lo ai nuôi nữa. Mấy anh chị có ai nữa không? Có mà mấy đứa nó nghèo chết nó đi bằng xa không á. Dạ. Rồi ai nuôi? Còn nhỏ này kế bên quá nó cho ăn rồi cái nó mần tới 12 giờ nó mới về thì gì? Nó cho ăn cái nữa là rồi. Dạ. Đâu phải như có tôi đâu. Nó cho ăn. Nó mua gì tôi ăn rồi. Nó bớt cơm tôi ăn. Nó bớt cơm ăn không nữa. Dạ. Thì xác thấy gia cảnh của chú ba cũng cũng xót xa ha. Dạ. Chú ba nếu mà chú ba trăm tuổi già thì theo ông theo bà rồi thì chị Bích Liên thì khổ đó. Khổ nữa. Đâu có ai đâu nuôi. Giờ là phải gồng gánh nuôi chỉ rồi thêm cái nữa, giờ mong sao mà chú ba sức khỏe đủ đầy để tiếp tục đang lo thì cho chị Bích Liên nữa. Tôi nói đúng nữa. Ra tôi ráng mần chứ đúng ra tôi bệnh thì tôi nghỉ. Dạ. Nhưng mà bây giờ không mần ai mần đây. Dạ. Đã ráng mần một hôm hám đã đi. Dạ. Giờ phải cái này phải nhà nước hỗ trợ ha em rồi. Tiếp cho chú ba phần nào để chú ba có... Mỗi lần thì nó để cho mình hộ nghèo. Sau này cái lúc hộ nghèo lại nó nói mình thoát nghèo rồi, lúc hộ nghèo lại luôn. Là không cho luôn hả? Không cho luôn, thì thôi, rút cái ra vậy. Môi Đạo Phật. Mà con mình nằm đóng vậy đó, mà nó vô nó thấy, không thấy sao. Nó nói mình thoát nghèo rồi. Ở chính quyền địa phương này mình phải lên xét chứ. Thì nó là xét đó, mình con. Nó nói mình thoát nghèo rồi. Ừ, thoát thôi. Nhà sơ xác gì mà thoát nghèo cái gì. Rồi thêm cái bệnh nữa, chú ba bệnh rồi thêm... Cây này nè, bị mọt nó ăn nè. Bóp nó tầm bọng trong này trên. Dạ. Mà khi mà thấy con quầy sống quả mua cơm mà cho nè, mới đem lại... Ai? Ra mua cơm mà cho...
mua hàng của thế gian mà mua trả thế gian không nổi. Mua tư hợp cơ mua keo. Sợ nhất là mình không niệm Phật là không trả thế gian nổi nợ thế gian. Dạ, rồi gắng lo niệm Phật mới được. Chỉ có cách niệm Phật mới trả nợ thế gian được. Tại vì niệm Phật để trừ đi nghiệp trước. Dạ. Rồi để là ví dụ như mà những người ta cho mình với gạo thóc tiền bạc thì mình cũng hồi hướng cho người ta được là phước đức thêm, tăng phần thứ phước họ thêm. Tôi dạ. Thì tối ngày tôi mừng tôi cũng niệm Phật đó. Là đôi lúc bởi người ta lại người ta vỗ vai tôi không hay vỗ vai là tôi giật mình liền, tại vì đang niệm Phật mà đứa không hề vỗ vai nghe chớ giới này. Dạ. Tối ngày niệm Phật không vui, tại vì mình suy nghĩ tại sao trong đời không ai như mình, nó đúng là chưa có cái cảnh ai như cảnh tôi nữa. Vợ thì mười mấy năm nhưng mà tôi ngộ cái là vợ tôi đau gì chứ tôi không có bà nào đó, còn chú tôi mà vợ đau mới có 3 năm là có 2-3 bà đó. Còn tôi bà 13 năm tới nay chết là 2 năm 15 năm mấy tôi có dính dấp bà nào đó. Dạ. Không có dính dấp gì, tối ngày lo mần rồi cái trưa vô ăn cơm. Ăn cơm rồi cái tối ngủ rồi, có khi mần tới 8-9 giờ tối. Thì thầy nói đàn ông tu niệm khá nghe đây. Con vợ quan gia đã lỡ gây, nếu đã lỡ gây rồi thì nói thôi thôi đi, đi gán trả đi. Là nhọc nhằn đừng có cố thêm gây cho nên là mình không có gây thêm nữa, mình đã lỡ bởi vì một tôi kiếp không gây thêm một nữa. Kiếp nợ vợ chồng rồi thôi, giờ này mình gán lo tu đi. Con mà đi đều tu. Ông vợ chồng nhỏ này là cái rồi. Bà vợ bây giờ là tò tét nữa, tức như ông 7 bà đấy mà bà là lúc bà còn bà mạnh hơn vợ tôi, bà đi nhắc nhắc bà đi lên thăm vợ tôi được mà bà ghen riết bà chết luôn. Tội nghiệp ha. Yeah. Hồi đó tôi ẩm bọc rồi thì làm con tắm không á. Con ẩm á. Rồi thì kính thưa chú vị, thì chương trình trao tiền và gạo cho chú Ba Quýt để nuôi chị Bích Liên đã xong. Thì rất là cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Đại Tú cũng cảm ơn các vị Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành với Đại Tú để làm các việc thiện hạnh ha. Và đây chương trình cho tiền đến đây đã xong. Đại Tú xin kính chào. Hẹn gặp lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng cảm ơn.